Tấn Phát mến chào đến quý anh chị và các bạn ạ. Hôm nay Tấn Phát chia sẻ đến quý anh chị và các bạn một căn nhà giá rẻ thuộc ở hẻm cạn đường Xuân Diệu thuộc phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Và hiện tại Tấn Phát đang đứng trước ngay cái hẻm cạn để đi vào ngay căn nhà nha. Thì hẻm này anh chị vào nhà tầm khoảng vốn vẹn 10 mét thôi đó anh chị nha, khá là gần. Đó, phía trước màn hình Tấn Phát đang quay chính là cái con hẻm cạn nha anh chị. Trước con hẻm này là đường Xuân Diệu, là một trong những tuyến đường kinh doanh mua bán sầm uất bậc nhất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ ngôi nhà này anh chị dễ dàng di chuyển đến các địa điểm như là Bến Quy Nhơn, quảng trường Nguyễn Tất Thành, bệnh viện, chợ, ngân hàng. Đó là khá là gần luôn nha anh chị. Thì căn nhà này có diện tích là 30,5m², chiều ngang là 5,3m, chiều dài là 5,4m. Hướng Tây Nam. Hiện tại căn nhà này có giá bán là 2,3 tỷ, có thương lượng chút đỉnh nha anh chị. Như quý anh chị biết á, cái giá đất mặt tiền đường Xuân Diệu là hiện tại là có mức giá dao động từ 250 đến 300 triệu trên 1m². Một số vị trí đất địa thì có thể là trên 300 triệu trên 1m² nha. Và vị trí cách mặt tiền chỉ tầm khoảng 10m, nhưng căn nhà này chỉ có giá là 75 triệu trên 1m² thôi. Đó. Những anh chị mà có tầm khoảng tài chính 2,3 tỷ mà không muốn ở trên chung cư, thích ở nhà mặt đất thì đây là một lựa chọn khá là hợp lý. Quý anh chị nào mà đang quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ đến Tấn Phát nha. Tấn Phát xin cảm ơn ạ.